tại sao người này bị gai cột sống, gai đầu gối, gai gót chân mà người khác không bị? Tại sao người này nhức cơ, đau khớp mà người khác không bị? Nói gì nói, ba cái yếu tố quan trọng nhất, nhịn ăn đó, để cho tái cấu trúc lại cơ thể, dọn sạch cơ thể, điều hòa lại cái hoạt động của insulin trong tiết tụy. Cái thứ hai, hút không khí để đem oxy đầy đủ nuôi dưỡng cơ thể. Một cái câu nói mà người ta bao giờ cũng nhớ trong y khoa, hãy oxy trong cơ thể đầy đủ là không có bệnh tật. Cuối cùng nữa là nhiệt độ. Nhiệt độ cực kỳ quan trọng cho cái cơ thể mình. Hiện tại là chúng ta đang sống ở trên một cái thế giới cực kỳ nóng, nhưng mà cơ thể chúng ta càng ngày càng lạnh đi. Vì sao? Lúc nào chúng ta phải có cái máy điều hòa chúng ta mới sống được. Thử coi mấy ngày nay máy điều hòa này không hoạt động, mọi người bắt đầu thấy khó chịu rồi. Thì cái cơ thể mình nó phải đáp ứng chung với cái điều hòa này. Mà điều hòa mình đâu có bao giờ mình dặn 36 độ đâu. Đồng ý không? Mình bao giờ cũng dặn cái nhiệt độ của cái này là 24 độ, 26 độ hết. Mà thân nhiệt của người ta là 36 độ rưỡi hay là 36 độ 8. Bây giờ nha, không có 37 độ rưỡi như xưa đâu. Nhưng mà nếu người nào mà cứ tiếp tục như vậy hoài thì cơ thể sợ lạnh, cơ thể sẽ thấp hơn dưới 36 độ độ C. Thì sức đề kháng cơ thể con người càng ngày càng yếu đi, và tế bào ung thư phát triển tốt ở đó những người mà nhiệt độ trong cơ thể không đầy đủ. Do đó tại sao mới có cái chuyện mà chườm đá, mà cái ông này nói ông kia bị ung thư, mà ổn định ông này bị ung thư, mà tôi kêu chườm là cứ 6 giờ 8 giờ đồng hồ phải chườm cho tôi, rồi trùm mền phải làm cho nóng trong cơ thể 2 giờ đồng hồ trong một lần chườm. Là tại vì khi mà chườm nó tăng cái thân nhiệt của mình lên, cái điều đó chắc chắn. Bởi vì khi mình chườm như mình thấy mồ hôi ra là tại vì nó thân nhiệt bắt đầu tăng lên. Và chỉ cần tăng lên 1 độ C thôi thì hoạt tính enzyme của cơ thể tăng lên 40%. Có nghĩa là sức đề kháng mình tăng lên 40%. Thế thì mình chỉ cần chườm đá thôi cho sức đề kháng mình tự tăng lên, việc gì phải dùng cái thuốc mà chích vô để tăng sức đề kháng. Đồng ý không? Do đó là khi mà mình áp dụng đủ hết những cái điều này, mình không còn sợ gì nữa. Ông này bị ung thư, chắc mày đi, cứ thực hiện đúng như là tôi nói đi, không còn sợ chết. Mà không sợ chết là tại sao biết không? Một chút xíu mọi người hỏi ông này coi, lúc trước đến đây, lúc trước ở bên Úc qua đây, đầu óc vẫn còn bị khủng hoảng. Nhưng mà khi đến đây rồi, thực hiện mấy điều này rồi, cái quan trọng nữa là gì? Là khi thân nhiệt mà tăng lên rồi, ông này không còn sợ chết. Tôi hỏi ông đúng không? Tự nhiên ông thấy bình tĩnh, tự nhiên ông không còn sợ nữa. Cái điều đó là được cực kỳ, không còn sợ hãi nữa. Mà tại vì thân nhiệt mình khi tăng lên rồi, sức đề kháng mình tăng lên rồi, mình tăng thêm sự tự tin và mình không còn sợ chết nữa. Mà khi mình đã không còn sợ chết nữa thì sức đề kháng mình lại càng tăng lên nữa. Con người ta chết đó, nhiều khi chưa vì bệnh mà là do thiếu tự tin. Người ta chết là do cái đầu óc người ta là xuống tinh thần. Hồi nãy tôi nói, bác sĩ kêu người ta đừng ăn đường, đừng ăn mặn, đừng ngọt. Nhưng mà ta vẫn trốn ăn, là bởi vì cơ thể chưa cân bằng. Nhưng mà có những cái bác sĩ kêu ta cứ ăn đi, người ta ăn cũng không nổi. Ông này về thôi, bây giờ ông này tiêu là nói bà vợ về làm gì cho ngon, chẳng ăn ăn gì nổi. Ủa mày thấy ngày mai mốt chết là còn đâu ăn nữa, cho nên làm cái gì cũng ăn cũng ngon. Nhưng bây giờ, sau khi nhịn ăn rồi, có một cái tuyệt vời nữa là gì? Là ông này ăn sẽ rất ngon. Bây giờ bắt đầu thấy ngon rồi, và tinh thần mạnh lên rồi, nhiệt độ tăng lên rồi, sức đề kháng tăng lên rồi, thì làm sao mà không khỏi bệnh được? Dứt khoát là vậy. Coi cùng hỏi này. Bây giờ hỏi ông này nè. Vui không anh? À, vui quá. Vui quá ha. Hôm nay là khác lắm rồi đó. Thần thái là quan trọng mà. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em.
khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.